Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 59: Nhất Tâm Bất Loạn. Kinh A Di Đà nói nhất tâm bất loạn, có sự nhất tâm, lý nhất tâm. Chấp trì danh hiệu, có sự trì, có lý trì. Ở trong Kinh A Di Đà yếu giải, Đại sư Ngẫu Ích nói: không luận là sự trì hay lý trì, niệm đến kiến tư phiền não đoạn rồi, đều gọi là sự nhất tâm. Do đây có thể biết, sự trì cùng lý trì là ở trên phương pháp có khác nhau, hiệu quả thì như nhau. Niệm đến phá một phẩm vô minh, thấy một phần chân tánh, vào lúc này liền gọi là lý nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là sự trì? Y theo phương pháp trên kinh đã nói, trong 2 thời đến 6 thời, chấp trì danh hiệu, câu Phật hiệu này không gián đoạn, đây gọi là sự trì. Thế nào gọi là lý trì? Lý trì là chân thật, thông đạt thật tướng rồi. Như trên Quán Kinh đã nói, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Niệm câu Phật hiệu này cùng tương ưng với không tuệ của Bát Nhã. Cái cách niệm này gọi là lý trì. Lý trì thì có thể đạt được nhất tâm hay không? Không thể được. Tuyệt đối không thể nói sự trì thì được, sự nhất tâm bất loạn, lý trì thì được, lý nhất tâm bất loạn. Chỗ này thì không thể hiểu lầm được. Nhất tâm bất loạn, vấn đề hoàn toàn là ở công phu trì danh sâu cạn. Niệm câu Phật hiệu này, cho dù tương ưng với không tuệ, có lúc họ vẫn không thể đạt được nhất tâm. Nếu như chính mình vẫn còn phải quấy nhân ngã, còn có tham, sân, si, mạng, còn có phân biệt chấp trước, vậy thì không được nhất tâm. Không những không được nhất tâm, ngay đến công phu thành khối cũng chưa đạt được. Hay nói cách khác, niệm Phật như vậy thì không thể vãng sanh. Chân thật muốn vãng sanh, mức độ thấp nhất phải niệm đến công phu thành khối, phải quấy nhân ngã, phân biệt chấp trước, tham, sân, si, mạng, đích thực chưa đoạn. Tuy là chưa đoạn, câu Phật hiệu này khởi được tác dụng, có thể làm cho phiền não được áp chế. Vọng tưởng vừa mới khởi lên, lập tức liền đổi thành Phật hiệu. Ngay trong 2 đến 6 thời chỉ có Phật hiệu, không có vọng tưởng, đây gọi là công phu thành khói. Nếu một mặt niệm Phật, một mặt vẫn khởi vọng tưởng, vậy thì không được. Việc này cự hí rất lớn. Đó là đại đức xưa gọi là đau mồm rát họng chỉ uổng công. Vào lúc bình thường hàng ngày chúng ta đối người tiếp vật, công phu niệm Phật từ nơi đâu mà làm? Từ trên khởi tâm động niệm mà làm. Cái ý niệm này vừa khởi lên, cho dù nó là thiện hay ác, cho dù nó là chánh hay tà, một mực đều đổi thành A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, không khởi tâm động niệm thì thôi. Nếu khởi tâm động niệm thì là A Di Đà Phật. Người chân thật niệm Phật, tâm nghĩ ra, ý khởi lên, chỉ có một câu A Di Đà Phật. Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài A Di Đà Phật cùng thế giới Tây Phương Cực Lạc ra, tất cả đều không phan duyên, tất cả đều buông xả. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà.